Xin chào mọi người. Thì đến với mọi người trong chương trình đọc sách tối thứ bảy hàng tuần. Hai tuần vừa rồi thì do kẹt công việc, một là đi công tác, hai là về có việc gia đình, nên là hôm nay mới quay trở lại sau hai tuần để đến với một cuốn sách vô cùng tuyệt vời, Vì sao Phật giáo giàu chân lý. Vâng, đây là một cuốn sách phân tích đạo Phật dưới góc nhìn khoa học và triết học. Và chúng ta có ai đam mê về tìm hiểu về đạo Phật mà lại muốn biết góc nhìn của khoa học phương Tây về đạo Phật như thế nào? Và đặc biệt là chúng ta biết rồi, những cái cuốn sách của phương Tây thì mang tính ứng dụng rất là cao, và những cái phân tích của tác giả này thì rất đời thường, rất cụ thể và mang tính ứng dụng cao nhưng mà lại cực kỳ triết lý. Nói về chân lý Phật giáo mà lên góc nhìn khoa học về và triết học nữa thì chúng ta biết là nó ở cỡ nào rồi, đúng không? Tôi xin giới thiệu một chút về tác giả và tác phẩm nha. Cuốn này có quá nhiều cái hay mà tôi gấp ở đây, nhưng chắc chắn là tôi không thể giới thiệu hết với mọi người rồi, vì nó quá nhiều đoạn hay mà tôi gấp lại và để tôi đánh dấu, không thể có nhiều quá nhiều cái đánh dấu sách ở đây được. Nhưng mà tôi sẽ chọn lọc một vài đoạn thú vị để có thể là ít nhất là trong 20 phút, 30 phút này thì chúng ta có thể học được từ tác giả một cái gì đó, đúng không ạ? Đây là một cuốn sách thuộc danh sách bán chạy của tạp chí New York Times bình luận đấy ạ. Và không ngạc nhiên khi nó là một cuốn sách bestseller đâu. Thứ nhất là tác giả của cuốn sách này, ông là Robert Wright. Ông là đồng sáng lập và tổng biên tập của một cái trang web và là cây bút quen thuộc trên rất là nhiều những cái tạp chí nổi tiếng của Mỹ. Ông từng là biên tập viên của các tạp chí và ông đã giảng dạy ở khoa tâm lý của Đại học Bang Penn, khoa tôn giáo của Đại học Princeton, toàn đại học nổi tiếng đấy ạ, dạy tôn giáo nữa, vừa khoa tâm lý vừa khoa tôn giáo nữa. Ông hiện là chủ tịch của tổ chức Non Zero và là giáo sư thỉnh giảng về khoa học và tôn giáo tại chủng viện thần học Union ở New York. Chúng ta lại còn thấy ông là một cái chuyên gia giảng về một khoa học và tôn giáo tại chủng viện thần học nha, bên công giáo nha. Và ông lại viết về đạo Phật. Các ba sách bán chạy khác của ông thì rất là nhiều và được nhiều tạp chí nổi tiếng của Mỹ bình chọn là sách bestseller, trong đó có cuốn này. Chúng ta biết là tác giả khủng rồi, đúng không? Vừa đã từng là nhà báo này, vừa từng là đã và đang là giảng viên của hai trường đại học này, khoa tâm lý này, khoa tôn giáo này, lại vừa là thỉnh giảng của chủng viện thần học. Xin trích dẫn một cái lời giới thiệu của một học giả Andrew Marshall, tác giả nhà trị liệu. Chúng ta nhìn thế giới qua lăng kính bóp méo của chọn lọc tự nhiên, đó là ý tưởng chính trong cuốn sách khai sáng của Wright. Nhưng điều tốt cho việc di truyền gen của chúng ta sang thế hệ tiếp theo, tất cả những gì chọn lọc tự nhiên quan tâm không hẳn sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều thế kỷ trước, Phật giáo đã nghĩ ra một cách để nhìn xa hơn điều này. Nó được gọi là thiền chánh niệm, và tác giả đã bổ sung kiến thức hiện đại từ khoa học thần kinh và tâm lý học để chỉ cho chúng ta cách cảm giác chân thực hơn về chính mình và từ đó có được khả năng tự chủ hơn. Có thể nói là đây là một cái sự gọi là kết hợp rất là tuyệt vời giữa những gì Đức Phật nói với khoa học về thần kinh, khoa học về tâm lý hiện đại dưới góc nhìn của tác giả, một giáo sư. Tôi cũng xin trích dẫn là một đoạn trong cái trang bìa 4 để chúng ta biết là về thêm một cuốn sách nha. Đây là một cuốn sách đặc biệt bởi nó chọn cách giải thích tôn giáo bằng khoa học, nhìn thiền và giác ngộ từ góc độ khoa học và triết học. Ở đây thì mở ngoặc thêm là ở Việt Nam chúng ta có một bộ sách Biết 4 tập dày lắm. Đây chỉ là một cái cuốn bằng 1/4 của cái bộ đấy thôi. Bộ Biết có tên là Sita Tâm, do tác giả Trương Công Dũng và giáo sư tiến sĩ toán học Đặng Đức Trọng viết, cực kỳ sâu sắc. Tiếc là nó chưa được dịch ra tiếng Việt chưa được dịch ra tiếng Anh để giới thiệu đến toàn thế giới. Vì cái bộ sách nó quá đồ sộ. Tôi cũng hy vọng là sẽ có người đầu tư, sẽ có tổ chức đầu tư để dịch ra tiếng Anh để lan tỏa cái sản phẩm, một cái tác phẩm tuyệt vời, một cái sản phẩm nghiên cứu khoa học rất là công phu 20 năm của hai tác giả, hai học giả Việt Nam. Và tôi cho rằng cái tầm của nó còn hơn cuốn này rất là nhiều, vì nó đến 4 bộ cơ, 4 bộ và cực kỳ sâu sắc về Phật giáo dưới góc nhìn khoa học tự nhiên. Còn đây là góc nhìn khoa học và triết học nhá. Khoa học của ông này là tâm lý học và tôn giáo học. Và triết học.
Thì còn cái bộ biết của người Việt Nam chúng ta là một cái bộ thật sự là khủng, và mong là sẽ lan tỏa trên không chỉ là trong Việt Nam mà sẽ ra thế giới, nhưng sẽ cần một cái sự đầu tư dịch thuật rất là công phu sẽ và rất là tốn kém và rất là lâu dài. Hai tác giả cũng rất là tâm huyết và không biết bao giờ thì có cơ duyên để lan tỏa bộ đó ra thế giới. Thì tôi đọc cuốn sách này thì tôi nghĩ ngay đến bộ sách Biết của bác Dũng, chú Dũng và anh Trọng, và tôi mong rằng tác phẩm đó sẽ sớm lan tỏa và để cho người người phương Tây thấy rằng là cái tư duy khoa học và cái sản phẩm nghiên cứu khoa học của người Việt Nam cũng không hề thua kém. Tôi xin phép được đọc tiếp. Tác giả là nhà báo nổi tiếng và là một chuyên gia về tâm lý học tiến hóa. Ông đã dành hơn 10 năm nỗ lực để đánh giá hay ít nhất là nối kết những quan điểm cốt lõi của Phật giáo cũng như những kinh nghiệm thiền quán của bản thân ông với những lý thuyết trong ngành tâm lý học tiến hóa và sâu hơn là những nghiên cứu mới nhất trong ngành thần kinh học. Tuy nhiên, nó cũng rất gần gũi với đời sống bởi thiền là tự nhiên, vô tâm và giản dị. Tự nhiên nên nó như nó là, vô tâm nên không khởi niệm tìm cầu, giản dị nên không cần thêm bớt. Đây là lời giới thiệu của Hòa Thượng Viên Minh. Hòa Thượng Viên Minh là người bạn với tác giả Trương Công Dũng, mà hôm rồi may mắn là tôi được chú Dũng đưa đến gặp sư Viên Minh. Thì đây, trong cuốn sách này, giới thiệu cuốn sách này đã trích dẫn một câu nói của Hòa Thượng Viên Minh. Có lẽ lý do mà trẻ nhỏ thích thú với các hình dáng chi tiết là bởi các bé vẫn chưa sắp xếp, chưa hình thành hệ thống sắp xếp, chưa hình thành cảm giác về bản thể của mình. Nói cách khác, trẻ vẫn chưa biết đóng mở kép, những thứ đóng mở kép quanh chúng là gì. Do đó thế giới này là thế giới thần tiên cho hành trình khám phá. Đây là một trích dẫn câu nói của tác giả phân tích. Và cuốn này thật sự là đọc với rất nhiều góc nhìn nha. Cha mẹ đọc cũng sẽ rất nhiều cái hay để mà trong hành trình dạy con, rồi mỗi chúng ta đọc sẽ chiêm nghiệm và sẽ cho mình rất là nhiều bài học quý. Không phải chỉ là thiền, không phải chỉ là triết lý về tôn giáo, nó còn là kiến thức về thần kinh học, về tâm lý học liên quan đến mọi hoạt động của chúng ta. Nó thú vị lắm, tôi sẽ lướt cho mọi người thấy cái mục lục khủng của nó nha. Cuốn sách này chúng ta lưu ý là nó có đến 417 trang, 418 trang tất cả, tất tần tật. Và rất nhiều những nội dung thú vị, 418 trang là khá là dày ạ. Giá bìa của nó là đến 260.000. Và tôi chỉ dám xin nhà sách hai cuốn sách để tặng mọi người thôi. Cái bình thường tôi sẽ tặng 3, nhưng mà cuốn sách này nó hơi mắc nên là tôi thì thương các nhà sách lắm. Họ đã tặng cho tôi một cuốn và tặng thêm hai người nữa là họ đã mất 3 cuốn. Thì làm sách nó vất vả lắm. Tặng 3 cuốn là hơi nhiều đúng không? Mục lục rất là thú vị. Phần đầu là lưu ý dành cho bạn đọc. Tí nữa tôi sẽ đọc một phần cái phần này cho mọi người. Phần cuối là phụ lục những danh sách các chân lý của Phật giáo. Và liệt kê toàn bộ chân lý Phật giáo và tác giả phân tích ở phía trên. Rồi lời cảm ơn, kể cả phụ lục này và lời cảm ơn cũng rất là thú vị mà muốn đọc cho mọi người lắm, chỉ sợ thời gian đủ thôi. Rồi thư mục tham khảo thì một cái thư mục khủng luôn. Những ai muốn nghiên cứu chuyên sâu và muốn tham khảo, muốn đối chiếu đấy, so sánh đấy, thì có thể dựa trên cái mục lục này, cũng có rất nhiều tư liệu khoa học. Rồi ngoài những cái nội dung đó, đầu và cuối đó, thì nội dung chính là có 16 phần, rất là khủng. Một là chọn viên thuốc màu đỏ, hai những nghịch lý về thiền, ba khi nào cảm xúc là ảo tưởng, 4. Phúc lạc thăng hoa và những lý do quan trọng hơn để tập thiền. 5. Là khi bản ngã được cho là không tồn tại. 6. Là CEO mất tích khi thi hành nhiệm vụ. 7. Là các mô đun tâm trí phụ trách vận hành cuộc sống. 8. Là tự các suy nghĩ nảy sinh ra sao. 9. Là tự chủ. 10. Những lần chạm đến vô sắc tướng. 11. Ưu điểm của tánh không. 12. Thế giới không cỏ dại. 13. Như thể mọi thứ đều là một, mở ngoặc không hơn. 14. Niết bàn tóm tắt. 15. Giác ngộ, có giác ngộ chăng? 16. Thiền và trật tự vô hình. Tôi thích cuốn này ở một khía cạnh là nó luôn luôn là đặt vấn đề ở các chiều cạnh khác nhau. Và cái tính phản biện nó rất là mạnh mẽ. Vô ngã là thế nào? Rồi thiền có mang lại cái tác động tốt thì ai biết rồi. Nhưng mà nó có tạo ra những cái vấn đề khác không? Ví dụ có một cái chi tiết tác giả nói là thiền thì giúp cho bạn là thế này thế kia tốt rồi, nhưng mà có khi nào làm giảm sự từ bi của bạn không? Những cái đặt ngược vấn đề, sau là phân tích, sau là chứng minh và sau đó là lập luận để mà rõ những cái chân lý của Phật giáo và rõ những cái điều tuyệt vời mà Đức Phật tặng con cho loài người từ góc nhìn khoa học, rất là thú vị, rất là thú vị. Chúng ta biết là nó có những cái tính phản biện thì chúng ta sẽ hấp dẫn khi đọc và có một cái sự thuyết phục khi đọc, đúng không?
Nếu mà ai thích cuốn này thì nhớ like, share nha. Nhất là bạn bè của mình mà cũng quan tâm đến những triết lý Phật giáo thì rất là nên share để giới thiệu cho họ biết đấy. Cuốn này là cuốn vô cùng nên đọc cho những người mà thật sự muốn hiểu chuyên sâu về Phật giáo và muốn ứng dụng kiến thức Phật học vào trong đời sống và muốn hiểu thêm sâu về tâm lý học và thần kinh học, triết học trong cái câu chuyện này. À, và tôi được chị Ngọc Hân, người mà biên tập cuốn sách này bên Sài Gòn Book á, chị bật mí là cuốn sách này rất được đầu tư rất là công phu, vì nó không hề là dễ dịch. Cuốn sách này là cuốn sách mang tính triết lý rất là cao. Vì sao Phật giáo giàu chân lý thì chúng ta biết rồi, nói về Phật học đã khó rồi, lại góc nhìn tôn giáo, lại tâm lý học và thần kinh học thì không hề đơn giản, đúng không? Cuốn này Sài Gòn Book đầu tư rất là dài hơi về dịch thuật cũng như là làm sách, và đây là một trong cuốn sách rất là hay và Sài Gòn Book rất là muốn mang đến cho cộng đồng, cho nên sẵn lòng đầu tư. Đây là một cuốn sách đáng giá và bạn cần đọc, nên đọc, theo tôi là như vậy, còn không biết các bạn thì thế nào. Rồi tôi xin nói một vài cái lưu ý của tác giả để các bạn thấy là cái quan điểm của ông khi mà viết cuốn sách này nha. Bất kỳ cuốn sách nào mang tựa đề như cuốn này, Vì sao Phật giáo giàu chân lý, hẳn đều có chút hạn chế nằm ở đâu đó. Trong cuốn sách này đó, tác giả ngay lần phần lưu ý đầu tiên không phải là lời giới thiệu, không phải là lời khen ngợi, mà nói về những cái hạn chế. Một, tôi sẽ không nói đến những khía cạnh siêu nhiên hay siêu hình vốn dĩ của đạo Phật, chẳng hạn như sự đầu thai, mà bàn về khía cạnh tự nhiên, các ý tưởng vừa vặn nằm trong phạm vi của tâm lý học và triết học hiện đại. Tức là tôi sẽ trình bày một số nhận định độc đáo và cấp tiến của Phật giáo. Nếu nghiêm túc xem xét, bạn sẽ thấy đây là những nhận định có thể cách mạng hóa cách mà chúng ta nhìn nhận về chính mình và thế giới xung quanh. Mong cuốn sách này có thể giúp bạn đọc nghiêm túc xem xét chúng. Đấy là lưu ý số 1. Lưu ý số 2, đương nhiên tôi hiểu rằng không hề có một đạo Phật duy nhất, mà có rất nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau về đủ mọi phương diện lý luận. Nhưng cuốn sách này chỉ tập trung vào một cốt lõi chung, những tư tưởng cốt lõi được tìm thấy trong các trường phái chính của đạo Phật. Và dù những tư tưởng này có mức độ quan trọng khác nhau và có thể có cách nhìn nhận khác biệt ở những trường phái khác nhau. Đây là lưu ý thứ 2. Lưu ý thứ 3, tôi sẽ không lân la vào những phần quá chi tiết của tâm lý và triết lý nhà Phật, chẳng hạn như Tạng Vi Diệu Pháp, một bộ tổng hợp những ghi chép của Phật giáo Nguyên Thủy, cho rằng có đến 89 loại tâm thức, trong đó bao gồm 12 tâm bất thiện. Các bạn hẳn sẽ thấy nhẹ nhõm khi biết cuốn sách này sẽ không đi sâu vào 89 cái tâm thức đó. Cho nên tại sao bộ biết của hai tác giả Việt Nam nó có đến 4 tập nha, vì tất cả những vấn đề sâu sắc của Phật giáo được phân tích trong 4 tập, mà mỗi tập dày như một cuốn này, có nghĩa là cuốn này chỉ bằng 1/4 thôi. Lưu ý thứ 4 này, tôi nhận thấy chân lý quả là một từ tế nhị. Và việc khẳng định chân lý về bất kỳ điều gì, bao gồm cả những tư tưởng sâu sắc trong triết học và tâm lý học, là một việc tế nhị. Thực tế, bài học lớn rút ra từ đạo Phật chính là hãy luôn nghi ngờ khả năng trực giác mà lối nhận thức thế giới thông thường đã mang lại và khiến bạn tin rằng chính trực giác giúp bạn nhìn thấy chân lý. Câu này thú vị không ạ? Nên nhiều người cái hiểu biết về khoa học hiện đại nó ở mức hạn hẹp thôi, và kể cả khoa học cũng đang ở mức hạn hẹp thôi, nhưng lại luôn luôn phản bác những cái mà chưa được khoa học chứng minh là ngụy khoa học. Thì cái đó là một cái sự cẩn thận, một cái người có tư duy khoa học một cách khách quan, họ sẽ không có những kết luận như vậy. Khi những cái mà đang tồn tại mà chưa được chứng minh thì họ không vội nói đó là ngụy khoa học. Cho nên cái chỗ này rất là hay. Thực tế bài học lớn rút ra từ đạo Phật chính là hãy luôn nghi ngờ khả năng trực giác mà lối nhận thức thế giới thông thường đã mang lại và khiến bạn tin rằng chính trực giác giúp bạn nhìn thấy chân lý. Một số ghi chép của Phật giáo thời kỳ đầu thậm chí còn đặt ra những hoài nghi liệu một thứ như chân lý rốt cuộc có tồn tại không. Tuy nhiên, trong bài thuyết pháp nổi tiếng nhất của Đức Phật, Ngài đã trình bày những tư tưởng thường được biết đến với cái tên gọi Tứ Diệu Đế, 4 chân lý cao quý. Do vậy, cũng không thể nói từ chân lý chưa từng hiện diện trong các cuộc đàm luận về tư tưởng Phật giáo. Tôi cố gắng bước đi bằng lòng khiêm nhường và thái độ thỏa đáng khi đưa ra nhận định rằng hai chấm chuẩn đoán của Phật giáo đối với tình trạng khó khăn của con người về cơ bản là đúng, và toa thuốc đạo Phật đã kê là hết sức hợp lý và quan trọng hàng đầu. Ở đây là một chuyên gia về tâm lý học, về tôn giáo, về triết học đã nhận định nha. Ông viết rất là rõ ràng hai chấm rằng chuẩn đoán của Phật giáo về tình trạng khó khăn của con người về cơ bản là đúng. Tứ Diệu Đế đấy ạ. Và toa thuốc đạo Phật đã kê là hết sức hợp lý và quan trọng hàng đầu. 5. Thừa nhận giá trị của các tư tưởng cốt lõi trong đạo Phật không nhất thiết là phải đưa ra một quan điểm nào đó theo cách này hay cách khác về trường phái, tôn giáo hay triết học nào đó. Đôi khi sẽ có sự xung khắc về logic giữa một tư tưởng Phật giáo với một tư tưởng thuộc trường phái khác.
Nhưng thường điều này không xảy ra. Đức Đạt Lai Lạt Ma từng khuyên, đừng cố sử dụng những gì học được từ Đạo Phật để trở thành một Phật tử tốt hơn. Hãy áp dụng những điều ấy để trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình ở hiện tại. Đó, chính ông Robert Wright, tác giả cuốn sách này, đã trích dẫn câu nói của Đạt Lai Lạt Ma, một câu nói rất là hay. Đừng cố sử dụng những gì học được từ Đạo Phật để trở thành một Phật tử tốt hơn, mà hãy áp dụng điều đấy trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình ở hiện tại. Vâng, đó là một đoạn lưu ý rất là hay đúng không? Rồi, thì sẽ lướt cho mọi người thấy một vài cái ý hay của cái cuốn sách này nha. Rồi, thì đọc vài tiêu đề chính thôi thì mọi người đã thấy thú vị rồi. Một ảo tưởng hàng ngày này, lý do khoái lạc dần tiêu tan này. Đó, một vài cái đoạn, khi nào cảm xúc là ảo tưởng này, cái đoạn phân tích về cảm xúc hay lắm. Nói trước đám đông và nỗi khiếp sợ khác này, là chúng ta thấy sách thực tế không? Không có nói cái gì cao xa đâu nha, rất gần gũi nha. Rồi, phúc lạc thăng hoa và những lý do quan trọng hơn để tập thiền này. Đó, rồi bạn thuyết pháp giàu sức ảnh hưởng về vô ngã. Cuốn này bàn vô ngã thú vị lắm các bạn, và nó có rất là nhiều cái lật ngược phản biện rất hay về vô ngã. Tám là tự các suy nghĩ nảy sinh ra sao. Chúng ta muốn hiểu về tâm trí của chúng ta thì cứ đọc phần 8 này, tự các suy nghĩ nảy sinh ra sao. Thì gấp quá nhiều đoạn hay. Cảm xúc dán nhãn lên suy nghĩ như thế nào. Chúng ta ai đã từng tìm hiểu về cảm xúc thì biết là cảm xúc ảnh hưởng suy nghĩ kinh khủng như nào đúng không? Nghiện cảm giác căm ghét. Chúng ta đọc những tít đây chúng ta thấy nó thực tế không? Ưu điểm của tánh không. Rồi cân nhắc khả năng yêu thương kẻ thù. Phải cân nhắc khả năng yêu thương kẻ thù đấy. Có những đoạn hay lắm mà Thi đang gấp lại đây. Tiến hóa và những giới hạn của bản ngã. Phân tích bản ngã, vô ngã đấy. Rồi, và pháp vô vi kỳ quặc đến đường giường nào. Pháp vô vi kỳ quặc đến giường nào. Giác ngộ, có giác ngộ chăng. Rất nhiều cái đoạn hay nha. Rồi, danh sách các chân lý trong Phật giáo. Thì sẽ tí nữa sẽ dành ít thời gian để nói về cái đoạn danh sách các chân lý trong Phật giáo. Bây giờ Thi gấp, Thi đọc một vài đoạn mà mang tính có ích cho mọi người nhé. Cuốn này nó quá sâu, Thúy không thể nào mà tóm tắt cho mọi người trong vài dòng được. Thúy chỉ xin phép được giới thiệu nhanh như vậy để mọi người biết là một cuốn sách nó có những cái nội dung nào, có những cái phần nào mà nó viết về cái gì và quan điểm của tác giả về những cái lưu ý mà Thúy vừa đọc. Bây giờ Thúy đọc một vài cái đoạn mà nó rất là thú vị cho chúng ta thôi. Ví dụ như là tối nay Thúy vừa tham vấn cho một bạn mà rất là khó khăn khi mà nói chuyện trước đám đông. Một bạn trẻ học thức rất là cao, đi du học nhưng mà vẫn cứ gặp phải một cái gọi là đứng trước đám đông thì run và sợ sai và không dám nói. Và xin thưa là Thúy gặp điều này ở rất rất nhiều đối tượng khác nhau, và các cái người lớn tuổi kể cả có chức quyền rồi họ vẫn bị một cái rào cản khi nói chuyện trước đám đông. Thì Thúy đọc một cái đoạn này cho mọi người nha. Nói trước đám đông và những nỗi khiếp sợ khác. Nếu có điều gì kém thoải mái hơn chuyện có mặt giữa một nhóm người mà bạn chưa từng gặp gỡ thì đó chính là trò chuyện đồng thời với tất cả những người đó. Chỉ suy nghĩ về điều đó thôi cũng có thể mang tới những tưởng tượng khủng khiếp. Giả sử bạn sẽ có một bài thuyết trình vào ngày mai và có thể nó là một buổi nói chuyện về sử dụng PowerPoint thôi, hay là chỉ là một buổi trình bày đơn giản nhẹ nhàng thôi. Giờ hãy hình dung thêm một thứ bạn cũng giống như tôi, tức là bạn sẽ cảm thấy lo lắng khi giờ G đến gần. Hơn thế nữa, nỗi lo lắng này còn gồm cả những cơn sợ hãi bùng phát rằng mọi thứ sẽ diễn ra tệ hại. Thậm chí bạn còn có thể hình dung ra những viễn cảnh thảm họa nếu hết sức rành mạch. Nhưng đa số những hình dung ấy hóa ra sai bét. Hồi tưởng lại các đợt bùng nổ niềm tin thảm họa đến từ tâm trạng lo âu đều là báo động giả. Ví dụ sợ mình sẽ quên, sợ mình sẽ bối rối, sợ mình sẽ trả lời sai, sợ mọi người sẽ ghét mình. Rất nhiều nỗi sợ của cái người đứng trước đám đông đấy ạ. Đương nhiên rất có thể nỗi lo lắng ấy chính là nguyên nhân khiến mọi thứ rốt cuộc đều diễn ra thông suốt. Có lẽ nó buộc ta phải chuẩn bị cho một bài nói chuyện ra trò. Nếu như thế, các báo động giả về buổi thuyết trình PowerPoint thảm họa khác với báo động giả về đắn chuông. Trên hết, nỗi sợ tức thời giống như một con rắn chuông lợn vợn đâu đó, chẳng có chút liên quan nào đến việc liệu con rắn thật ra có hiện diện ở đó hay không. Trái lại, có thể tin là nỗi lo lắng của bạn về thảm họa PowerPoint dễ dẫn đến một bài trình diễn PowerPoint hủy diệt. Có thể tin là như vậy, nhưng chúng ta hãy chấp nhận đi. Tuy nhiên, lo lắng đôi khi cũng hữu ích theo nghĩa này. Con người vẫn lo âu đủ mọi điều một cách vô ích. Có nhiều người bị nhấn chìm trong hình ảnh chính họ nôn mửa dữ dội khi nói trước đám đông. Cho dù nghĩ kỹ lại thì họ chưa từng rơi vào cảnh như thế, họ chỉ lo như thế thôi. Trong một tình huống éo le liên quan nỗi lo âu về thảm họa PowerPoint, tôi từng thức trọn đêm ngay trước buổi thuyết trình quan trọng, trong đầu cứ lo lắng rằng nếu không ngủ đủ giấc thì hôm sau tôi sẽ trình bày tệ hại lắm. Thực ra đó là một sự giản lược quá mức
Không chỉ lo lắng về chuyện không ngủ được, tôi còn xen kẽ vào đó những cơn tự ghét bản thân. Vì mình là loại người sẽ lo lắng nhiều về việc không ngủ được, tới mức không thể nào leo lên giường. Rồi sau khi cơn giận đã nguôi, tôi lại quay về nỗi niềm chính là lo nghĩ thái quá về chuyện không ngủ được, đến độ không thể nào chợp mắt. Điều này tuy không xảy ra với hầu hết các buổi diễn thuyết của tôi, nhưng nó đã xảy ra. Và tôi phản đối bất cứ ai cho rằng đó là cách chọn lọc tự nhiên gia tăng khả năng sống sót và sinh sản ở tôi. Điều này cũng tương tự với rất nhiều mối lo âu khác liên quan đến sự tương tác xã hội của con người. Ví dụ như cảm giác sợ hãi trước một bữa tiệc cocktail mà thực tế không chắc dẫn đến bất cứ thứ gì đáng để lo sợ. Lo nghĩ không biết cô con gái thế nào ở bữa tiệc ngủ ở nhà bạn đầu tiên trong đời, điều mà bạn hoàn toàn không có khả năng tác động đến. Hay lo lắng về bài thuyết trình PowerPoint sau khi bạn đã trình bày xong, như thể trạng thái bồn chồn lo âu liệu khiến người ta có thích nó hay không sẽ thay đổi được quan điểm của họ như vậy. Tôi đoán là cả ba ví dụ trên chí ít đều có yếu tố có liên quan đến cách mà môi trường của chúng ta đã thay đổi từ khi loài người tiến hóa. Ông là tâm lý học tiến hóa nha mọi người. Tác giả là nhà tâm lý học tiến hóa. Môi trường của tổ tiên chúng ta chẳng có tiệc cốc tai, tiệc đêm hay là PowerPoint. Tổ tiên thời săn bắt hái lượm của chúng ta chẳng phải len lỏi giữa những căn phòng đầy ắp người mà họ chưa từng gặp gỡ, chưa từng gửi con cái của họ đến ngủ tại ngôi nhà, họ chưa từng phải vào một bài thuyết trình trước một đám đông mà họ không hề biết những người đang ngồi đó. Suốt hàng ngàn năm, có nhiều môi trường xã hội của con người không phải là nơi chúng ta được thiết kế để tồn tại trong đó. Đức Phật được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc. Điều ấy đồng nghĩa với việc Ngài sống trong một xã hội có lượng dân cư đông đúc nhiều hơn so với một ngôi làng săn bắt hái lượm. Và dù khi ấy PowerPoint chưa được phát minh, có bằng chứng cho ra thấy rằng con người vẫn được yêu cầu bước ra nói trước đám đông. Và điều gì đó tương tự như mối lo âu về thảm họa PowerPoint đã hình thành. Trong một bài diễn thuyết, Đức Phật đã liệt kê nỗi sợ lúng túng trong một các buổi hội họp. Và một trong năm nỗi sợ hãi này nằm trong top 5 điều đáng sợ nhất ngày nay. Thực tế, nhiều người còn bầu chọn nói trước công chúng là hoạt động đáng sợ hơn tất cả. Đó, cái này thì Thúy Ngọc đọc được rất nhiều tài liệu khác nhau. Là nỗi sợ nói trước công chúng, nỗi sợ lớn nhất đấy. Để làm rõ hơn, dù có nguy cơ, tự tôi lặp lại bản thân, tôi không thể nói lo âu xã hội chẳng phải là sản phẩm chọn lọc tự nhiên theo bất cứ nghĩa nào. Môi trường thời tổ tiên, môi trường dành cho quá trình tiến hóa của chúng ta, có rất nhiều tương tác xã hội và mối tương tác này có vai trò quan trọng đối với gen của chúng ta. Nếu bạn có địa vị xã hội thấp kém và có ít bạn bè, điều này cắt giảm các khả năng truyền lại gen của bạn. Do vậy, việc gây ấn tượng với mọi người thật sự quan trọng, dù PowerPoint chẳng phải là cách bạn dùng để gây ấn tượng. Tương tự như thế, nếu con cái của bạn không phát triển mạnh về mặt xã hội, điều đó tiên báo điềm gở cho triển vọng đối với khả năng sinh sản của chúng và cho cả gen của bạn. Vì thế, các gen hướng chúng ta tới nỗi lo âu về các đối tượng tiềm năng của mình và các đối tượng tiềm năng của con cái. Chúng ta dường như đã trở thành một phần trong gen của mỗi con người. Đó. Nói theo nghĩa này, những mối lo âu xã hội của chúng ta có thể được xem là bẩm sinh. Nhưng chúng đang hoạt động trong một môi trường rất khác với môi trường phù hợp với đặc tính được thiết kế từ ban đầu của chúng. Thực tế này có thể lý giải vì sao lo âu xã hội thường là những ảo giác, không hữu ích, thậm chí là gây hại. Vì thế chúng ta có thể có những niềm tin sai lầm theo cả ý nghĩa câu chữ lẫn thực tế. Những lo âu đó chẳng hề có thật và chúng chẳng hề tốt cho chúng ta như niềm tin về một thảm họa sắp xảy đến chẳng hạn. Nếu bạn chấp nhận ý kiến cho rằng nhiều cảm giác thuộc hàng khó chịu nhất của chúng ta, theo nghĩa này hay nghĩa khác đều là cái ảo giác, vậy thiền định có thể được xem là một quá trình xua tan ảo giác. Câu chuyện mà cho chúng ta hít thở, chúng ta sẽ bình tĩnh. Thường chúng tôi hướng dẫn kỹ năng là khi bạn lo lắng, khi thuyết trình bạn ấy hít thở, thì thiền định đã được chứng minh là nó xua tan ảo giác về những cái lo lắng thái quá này. Đây là một ví dụ. Năm 2003, vài tháng sau khóa thiền đầu tiên của mình, tôi đến Camden, tiểu bang Maine, để phát biểu tại một hội nghị thường niên mang tên là PopTech. Đêm trước buổi nói chuyện, tôi thức đến 2-3 giờ sáng với chút lo âu trong lòng. Sau vài phút nghiền ngẫm những hậu quả nghiêm trọng của việc thức suy tư về chúng, tôi quyết định ngồi thẳng trên giường và thiền. Tôi tập trung vào hơi thở một hồi, nhưng cũng tập trung vào chính nỗi lo lắng đó. Đó là một cảm giác chật căng trong lòng tôi. Tôi cố nhìn vào nó như đã được dạy ở khóa thiền mà hoàn toàn không chút phán xét, tức là quan sát cái lo lắng thôi. Tâm trạng lo lắng ấy không nhất thiết là một chuyện xấu và chẳng có lý do gì để chạy trốn khỏi nó. Nó chỉ là một cảm xúc nên tôi cứ ngồi đó và cảm nhận và quan sát nó. Tôi chẳng thể nói cảm giác ấy tuyệt vời, nhưng tôi càng chấp nhận
quan sát nỗi lo mà không hề phán xét thì nó càng trở nên bớt khó chịu hơn. Và rồi điều gì đó xảy ra giống với một bước ngoặt khi tôi bị say cà phê ở khóa thiền. Cơn lo âu giờ đây tựa như một thứ đã bị tách rời ra khỏi tôi, một thứ mà tôi chỉ có thể quan sát được, chỉ đang quan sát bằng con mắt của tâm trí, theo cách mà tôi có thể nhìn thấy một bức tượng theo trường phái tưởng tượng trong bảo tàng. Nỗi lo lắng tạo ra cảm giác căng cứng như một sợi dây thừng dày cộp bị thắt chặt, chiếm cứ một phần dưới bụng của tôi, nơi đang cảm nhận nỗi lo. Khi lo chúng ta sẽ đau thắt bụng lại đấy ạ. Nhưng dần dần tôi không còn cảm thấy sức căng đó nữa. Sự lo âu của tôi trước đó ít phút hãy còn khiến tôi đau đớn, giờ chẳng tạo cảm giác tốt lẫn xấu nữa. Và chẳng bao lâu sau khi đạt đến trạng thái tập trung này, tức là thiền đó, nó tan biến hoàn toàn. Sau một vài phút giảm đau dễ chịu ấy, tôi nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, buổi nói chuyện của tôi, cho tôi ngưng một chút để đây ở đây để thêm phần hồi hộp, đã diễn ra rất ngon lành. À, chúng ta thấy không ạ? Một chút tác giả rất là coi trọng thiền của Phật giáo, và tác giả nói phân tích rất là nhiều ở nhiều chương khác nhau. Có hẳn những cái chương về thiền rồi, nhưng mà ở phần này tác giả nói đến cái nỗi sợ nói chuyện đám đông, tác giả cũng nói đến cái tác dụng kỳ diệu của thiền khi để chúng ta giảm những cái lo lắng. À, chúng ta thấy là rất thú vị đúng không? Rất thực tế. À, tác giả phân tích những triết lý Phật giáo sâu xa và sau đó liên tưởng với những cái vấn đề xã hội mà tất cả chúng ta có thể gặp phải. Rồi thì xin phép được dành ít phút để đọc cái danh sách triết lý rất nhiều đoạn hay, cho nên là Thúy dành tặng cho mọi người cơ hội khám phá cuốn sách nha. Thúy sẽ đọc một vài cái đoạn mà danh sách các triết lý Phật giáo mà tác giả đã liệt kê, để ít nhất chúng ta cũng mang đi ngủ tối nay một vài cái thông điệp hay đã đúng không? Chứ khám phá cả cuốn sách thì không thể 30 phút mà khám phá hết được đâu. Vì sao Phật giáo giàu chân lý, để phân tích góc nhìn khoa học và tôn giáo thì nó rất là nhiều cái sâu sắc. Danh sách các chân lý trong Phật giáo. Khi đang viết cuốn sách này, trong đầu tôi không có tiêu đề vì sao Phật giáo giàu chân lý. Nhưng sau khi viết xong, tôi nhận ra rằng cuốn sách này thực sự chẳng khác gì một lập luận cho giá trị của những gì mà tôi xem là tư tưởng cốt lõi trong đạo Phật, hay ít nhất là tư tưởng cốt lõi thuộc phần tự nhiên của đạo Phật, của Phật giáo, mà phần mà Phật giáo phương Tây quan tâm chủ yếu. Do đó tôi sử dụng tiêu đề này dù có chút e dè vì vài lý do tôi cho là hiển nhiên. Trong quá trình tự cam đoan với bản thân là tiêu đề này thật sự thỏa đáng, tôi bắt đầu liệt kê những tư tưởng Phật giáo cụ thể mà cuốn sách này biện giải, và tôi xác định rằng có lẽ một danh sách như thế hữu ích cho độc giả. Cho nên tôi lập ra một danh sách bên dưới, một kiểu dàn bài tóm tắt các chủ đề được tôi nêu ra xuyên suốt trong các cuốn sách 16 chương vừa rồi nha, cùng với những chỉ dẫn tương ứng với các chương sách liên quan. Đây là giống như một cái chỉ dẫn đọc á, một cái bản đồ để chúng ta đọc cuốn sách này á. Chẳng phải toàn bộ chân lý tôi liệt kê đây đều là học thuyết Phật giáo. Một số giống với những thông điệp rút ra, những hàm ý rõ rệt trong tư tưởng Phật giáo hơn. Nhưng tất cả đều được chứng thực từ khoa học hiện đại, bao gồm khoa học thần kinh và tâm lý học hiện đại, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào tâm lý học tiến hóa, tức là nhấn mạnh đặc biệt vào nghiên cứu về việc làm thế nào chọn lọc tự nhiên định hình tâm trí con người. Giống như một đoạn tôi vừa đọc về cái nỗi sợ khi nói trước đám đông đó, thì tác giả cũng đã dùng tâm lý học tiến hóa để phân tích rồi. Nói đến sự chứng thực của học hiện đại thì điều này quan trọng cần hiểu là nói đúng ra. Đấy là tất cả những gì khoa học cung cấp, tức là những gì đã được khoa học chứng minh nha. Chẳng có lý thuyết khoa học nào được chứng minh là đúng theo cách mà các định lý toán học được chứng minh. Một số lý thuyết hiện tại đáng tin cậy nhiều đến mức vì mục đích thực tiễn, chúng ta có thể xem như chúng đã được chứng minh là đúng. Chẳng hạn tôi cho rằng khả năng thuyết chọn lọc tự nhiên là đúng hơn 99,99%. Với tôi thế là đủ thuyết phục. Nhưng một số lý thuyết dẫu có độ tin cậy thấp hơn, nhưng lại là lý thuyết hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan. Vấn đề chỉ là khi ta nói theo lối thông thường rằng một lý thuyết khoa học là đúng, chúng ta muốn tỏ ý rằng nó có bằng chứng xác thực trọng yếu có lợi cho mình và chưa đối đầu với bằng chứng ở phía ngược lại. Đó chính là điều mà tiêu đề của sách này muốn nói khi cho rằng các tư tưởng cốt lõi của Phật giáo đúng. Các tư tưởng ấy đưa ra sự chứng thực trong một số trường hợp là sự thực chứng vượt trội, trong một số trường hợp khác là sự thực chứng đáng kể nhưng dưới mức vượt trội từ bằng chứng sẵn có. Trong cuốn sách này tôi cũng đã cố gắng mô tả mức độ tin cậy của tôi đối với tư tưởng Phật giáo theo góc nhìn của tôi. Tôi tin rằng các giá trị cốt lõi của Phật giáo đủ điều kiện để đảm bảo cho tựa đề của sách này. Cụ thể đó là quan điểm cơ bản của đạo Phật vì sao con người khổ và vì sao chúng ta khiến cho nhau đau khổ. Và rộng hơn nữa là quan điểm của nhà Phật về một số khía cạnh cơ bản liên quan đến cách vận hành của tâm trí và làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi cách vận hành đó. Được rồi, không nấn ná thêm nữa. Sau đây là một số chân lý của Phật giáo dưới góc nhìn của tác giả nha. Rồi, nếu đọc hết sẽ hơi dài đó.
biết mọi người có muốn nghe đọc hết không. Nếu nghe đọc hết thì nó có đến 3-4 trang thì tôi sẽ đọc hết và nó sẽ có chiếm khoảng 10-15 phút nữa. Dạ, một chương trình đọc sách thì tôi cũng không kỳ vọng là quá nhiều người theo dõi đâu. Nhưng tôi mong là các bạn thấy ai cần thì hãy tác họ vào, hãy share để lan tỏa cái video này. Mọi người có thể nghe sau. Hầu hết những chương trình tôi giới thiệu sách thì được nghe sau trên Facebook của tôi hoặc là nghe sau trên kênh YouTube của tôi. Thì tất cả các video sau này được tải lại trên kênh YouTube Phạm Thị Thúy. Đó, để tìm lại nghe lại cho nó dễ. Chứ tìm trong Facebook thì đôi khi là một số bạn tìm không có được. Đó. Nên đọc sách mà được vài 10 người trở lên cũng rất là quý rồi đúng không? Thậm chí là tôi xác định là một người nghe tôi cũng sẽ vẫn giới thiệu sách hay. Quan điểm của tôi là giới thiệu sách hay, sách mới đến mọi người, vừa tốt cho mình mà vừa tốt cho mọi người. Ít nhất là tôi thấy có lợi cho tôi đã. Tôi thấy tôi được tiếp cận sách mới, tôi thấy thích, tôi thấy vui. Thế còn được bao nhiêu người nghe là quý bấy nhiêu đúng không ạ? Chỉ cần một người thích thôi đã đủ rồi đúng không ạ? Rồi, chân lý số 1 nha. Đấy, chúng ta có bình chọn là tôi đọc hết mười mấy chân lý này không? Mười mấy chân lý này tương đương với 16 chương nha. Đó. Cảm ơn mọi người đang ủng hộ nha. Phong Nguyễn, Đinh Thúy Hằng. Cảm ơn mọi người. Chân lý thứ nhất. Con người thường thất bại trong việc nhìn nhận rõ ràng về thế giới và điều này có thể dẫn họ đến chỗ đau khổ cũng như khiến người khác đau khổ. Cách hiểu sai tai hại về thế giới này có thể mang nhiều hình thái khác nhau, được mô tả theo nhiều cách khác nhau, ở nhiều kinh điển Phật giáo khác nhau. Thứ hai, con người có xu hướng mong đợi sự thỏa mãn lâu dài đến từ việc hoàn thành mục tiêu nhiều hơn những gì xảy ra trong thực tế. Hậu quả là kéo theo sự thèm muốn liên tục. Điều này rất hợp lý khi con người là một sản phẩm của chọn lọc tự nhiên. Xem chương 1. Nhưng nó không phải là công thức mang lại hạnh phúc trọn đời. Càng thèm muốn càng tham thì càng khổ đúng không? Nhưng con người có xu hướng đó và đó là xu hướng của chọn lọc tự nhiên thôi. Nhưng nó không phải là công thức mang lại hạnh phúc trọn đời nha. Đó là toàn bộ cái hai cái triết lý được phân tích ở chương 1. Dukkha là một khái niệm trong Phật giáo, là một vòng lặp không ngừng khi cuộc sống diễn ra như thông thường. Thực tế này càng rõ ràng nếu bạn dịch dukkha là sự không thỏa mãn so với cách dịch thường thấy là khổ. Các sinh vật bao gồm con người được chọn lọc tự nhiên thiết kế để phản ứng với môi trường xung quanh theo những cách mà khiến cho mọi thứ trở nên tốt hơn theo cách hiểu của chọn lọc tự nhiên. Điều này có nghĩa là sinh vật gần như liên tục ở một mức độ nào đó ra quét trong phạm vi của những điều khiến mình cảm thấy không vui, không thoải mái và không thỏa mãn. Và vì thấy không vừa ý, theo định nghĩa, cũng bao hàm tối thiểu một ít đau khổ. Việc xem dukkha là như một sự không thỏa mãn rốt cuộc khiến ta càng thêm tin vào ý tưởng rằng dukkha theo nghĩa đau khổ chính là một phần bao trùm của cuộc sống. Hãy xem chương 1 và chương 3. Nguồn cơn của chân lý thứ tư này. Nguồn cơn của dukkha được nhận biết trong tứ diệu đế chính là tâm tham ái, nghĩa là thèm khát, ham muốn hay khao khát. Thật là hợp lý khi đặt trên cơ sở tiến hóa. Bạn có thể cho rằng tham ái là thứ mà chọn lọc tự nhiên truyền vào động vật để chúng không thỏa mãn với bất cứ điều gì quá lâu. Xem chương 1. Xem tham ái là nguồn cơn của đau khổ càng có ý nghĩa hơn khi nó được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ là ham muốn để đạt tới và bám víu vào những điều dễ chịu, mà còn là khát khao thoát khỏi những thứ gây khó chịu. Đó là chương 13. 5. Khám phá cái chân lý thứ 5 này. Hai cảm giác cơ bản trợ lực cho dukkha là khổ đấy, khái niệm khổ của Phật giáo đó. Hai mặt của tâm tham ái, sức cuốn hút dai dẳng đối với sự vật và nỗi ám ảnh, ác cảm dành cho sự vật, không nhất thiết giam cầm chúng ta như xu hướng vốn có của chúng. Các quy tắc thiền tập như trong thiền chánh niệm có thể làm giảm bớt gọng kìm của tâm tham ái. Người ta còn bất đồng về chuyện liệu có thể đạt được sự giải thoát toàn diện và kéo dài, niết bàn theo nghĩa cổ điển của khái niệm này. Nhưng không có gì nghi ngờ rằng nhiều cuộc đời đã biến đổi nhờ thiền tập. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là trạng thái ít bị thao túng hơn bởi sự khát khao và nỗi ác cảm không có nghĩa là con người trở nên chơ lì với cảm xúc. Nó có thể đồng nghĩa với việc phát triển mối quan hệ khác cùng với chúng và chọn lựa cảm xúc nào để gắn bó trọn vẹn nhất. Thật vậy, mối quan hệ đã sửa đổi này có thể bao gồm cả sự gia tăng một số cảm giác nhất định, trong đó có sự ngạc nhiên, lòng trắc ẩn và khả năng thưởng thức cái đẹp. Đó là nội dung được phân tích trong chương 2, 5, 8, 10, 13, 16. Tức là một cái chân lý thứ 5 thôi được phân tích trong 6 chương. Chúng ta thấy là mọi vấn đề nó được lật đi lật lại rất là kỹ trong cuốn sách này nha.
Cho nên nếu mà không đọc từ đầu cuốn sách thì sẽ rất là khó có thể hiểu hết được thông điệp của cuốn sách này. Chân lý thứ 6, nhận thức mang tính trực giác của chúng ta về bản ngã trong điều kiện tốt nhất vẫn sai lạc. Chúng ta có khuynh hướng không chút phản biện mà giữ chặt lấy các loại suy nghĩ và cảm giác như là của ta, như một phần thuộc về ta, nhưng trong thực tế, trong khi thực tế, sự đồng nhất ấy là tùy chọn. Nhận ra được điều này là một quá trình lựa chọn, chọn lựa và học hỏi. Và việc thiền tập giúp giảm đi phản xạ đồng nhất ấy và do đó có thể giảm bớt đau khổ. Việc thấu hiểu lý do chọn lọc tự nhiên sắp đặt nhiều loại cảm xúc và tâm trí con người, hãy xem chương 3, có thể giúp chứng thực quan điểm rằng chúng ta không nên chấp nhận một cách thiếu cân nhắc sự dẫn dắt của cảm xúc. Đồng thời, việc ấy có thể giúp chúng ta chọn nên tuân theo những chỉ dẫn của cảm xúc nào. Rèn luyện kiểu suy xét này chính là làm theo giáo lý vô ngã của nhà Phật. Trong bài giảng thứ 2 được Đức Phật truyền đạt sau khi Ngài giác ngộ, hãy xem chương 5. 7. Chân lý thứ 7. Diễn giải mở rộng hơn và phổ thông hơn khi bài giảng thứ 2 của Đức Phật, Ngài nói rằng bản ngã hoàn toàn không tồn tại, được diễn đạt theo một cách nhiều cách khác nhau ở nhiều kinh điển khác nhau. Một cách hiểu phổ biến rằng không có bản ngã CEO, không có bản ngã nào là người thực hiện mọi thứ. Người nghĩ các suy nghĩ được chứng thực về căn bản bằng tâm lý học hiện đại, qua đó cho thấy ý thức ít chịu trách nhiệm về hành vi của chúng ta hơn nhiều so với nó có vẻ như thế. Một số nhà tâm lý học, bao gồm các nhà tâm lý học tiến hóa nói riêng, tán thành một mô hình mô đun của tâm trí vốn khá phù hợp với quan điểm không tồn tại bản ngã CEO. Bản ngã CEO ở đây là người thực hiện mọi thứ đấy, sếp đấy. Mô hình này giúp giải thích khả năng lĩnh ngộ thường thấy ở các thiền giả lão luyện rằng các suy nghĩ tự nảy sinh. Như đã nói, cái tôi gọi là phiên bản nội tại của trải nghiệm vô ngã, trải nghiệm nghi ngờ quyền sở hữu của bạn đối với các suy nghĩ, các cảm xúc, các câu hỏi về sự tồn tại của bạn ở vai trò điều hành đang sở hữu thứ này. Có sự xác nhận từ tâm lý học thực nghiệm và các ý tưởng phổ biến về cách chọn lọc tự nhiên định hình tâm trí. Hãy xem chương 6, 7 và 8. Đây là một cái chân lý rất là khó, không hề đơn giản. Nói về vô ngã và bản ngã không hề đơn giản mà có được tác giả phân tích trong 3 chương 6, 7, 8. Phát hiện thứ 8 này, chân lý thứ 8 này. Cái tôi gọi là phiên bản ngoại tại của trải nghiệm vô ngã không được chứng thực qua thực nghiệm hay lý thuyết. Nó chung quy vẫn là một nhận định ít liên quan đến tâm lý học hơn so với siêu hình học. Theo cách hiểu khái niệm siêu hình học được sử dụng trong triết học phổ thông, chứ không phải theo nghĩa nào khác thường hơn. Đồng thời, các nghiên cứu từ sinh học tiến hóa để ra một cảm giác khác biệt, mà ở đó các ranh giới của bản ngã có thể bị xem là võ đoán. Bởi vì điều đó mà chuyện cảm thấy một kiểu tiêu tan ranh giới của bản ngã có thể được xem là một kiểu không kém phần chính xác so với cảm giác thông thường trong chúng ta về ranh giới của bản ngã. Phần này được phân tích trong chương 13 và 15. Chân lý thứ 9, gạt sang một bên giá trị siêu hình của cảm giác thông thường trong ta về bản ngã, cũng như của lựa chọn thay thế cho cảm giác thông thường về bản ngã đó, thì vẫn tồn tại một câu hỏi về giá trị đạo đức. Cụ thể, khi cảm giác ranh giới của bản ngã tiêu tan, có thể được ghép với phiên bản nội tại của trải nghiệm vô ngã, dưới hình thức giảm đi sự đồng nhất với các bốc đồng ích kỷ, dẫn tới sự kém ưu tiên rõ rệt cho lợi ích của mình so với lợi ích của người khác. Liệu điều ấy có khiến một người gần đến chân lý đạo đức hơn không? Theo tôi, các nghiên cứu từ sinh học tiến hóa đã ủng hộ một câu trả lời mang tính khẳng định cho câu hỏi ấy. Xem chương 15. Bình luận về đạo đức trong cuốn này hay lắm nha. Chân lý thứ 10 này. Trực giác cho rằng các đồ vật và sinh vật mà chúng ta thấy có bản thể chính là một ảo ảnh, như học thuyết Phật giáo về tánh không khẳng định. Rõ ràng, đấy là một ảo ảnh được do chọn lọc tự nhiên sắp đặt. Xem chương 10 và 11. Ủng hộ tánh không theo cái nhìn của thuyết Đắc Uyên này hoàn toàn khác với lời biện hộ cho rằng ý niệm của Phật giáo truyền thống, nhưng nó lại phù hợp. Nhìn thấy bản thể ở sự vật không phải lúc nào cũng khiến chúng ta đau khổ hay gây đau khổ cho người khác, nhưng nó có thể làm như thế. Cụ thể, một quan điểm người theo bản thể luận về người khác và nhóm người khác có thể dẫn ta đến chỗ tán thành hoặc cố ý gây ra đau khổ cho họ. Hãy xem chương 12. Do đó, nhận thức rằng bản thể là một ý niệm thuộc về tri giác, chứ không phải thực tế, có thể có giá trị. Đặc biệt nếu có thiền chánh niệm đi kèm nhằm làm giảm đi cảm giác về bản thể hay cho phép ràng buộc có chọn lọc với bản thể.
Các thiền giả cao thâm khá cởi mở khi kể chuyện về việc mất đi cảm giác bản thể. Nghĩa là họ kể lại chuyện thấu hiểu tánh không hay vô sắc tướng một cách khá tỉ mỉ. Dường như là những người không chỉ rất hạnh phúc, mà theo kinh nghiệm khá hạn chế của riêng tôi, họ còn rất nhân ái nữa. Đó là chương 13. Chúng ta thấy hay không ạ? Chân lý thứ 11. Quan điểm trên về bản thể và bản thể luận là một ví dụ minh họa cho mệnh đề rộng hơn rằng việc không nhìn thấy rõ về thế giới có thể dẫn đến không chỉ đau khổ cho bản thân, mà còn cả cách hành xử tệ theo nghĩa khiến cho người khác đau khổ không cần thiết. Hay có thể nói một cách tích cực hơn, nhìn thế giới một cách rõ ràng hơn có thể khiến cho bạn không những hạnh phúc hơn mà còn đạo đức hơn. Nên biết cách nhìn thế giới đấy thì sẽ giúp cho bạn không những hạnh phúc hơn mà còn đạo đức hơn. Và chúng ta nhớ là đoạn đầu của tác phẩm, tác giả nói là đạo Phật giúp cho chúng ta có một cái cách nhìn về mình và về thế giới tốt hơn. Đây không phải là một kết quả được cam kết nhé. Có những thiền sinh rất giỏi, họ là những người nhìn bề ngoài rất hạnh phúc nhưng rõ ràng là rất xấu xa. Đó, đây là cái tính phản biện trong cuốn sách này. Nhắc lại nha, có những thiền sinh rất giỏi và họ là người nhìn bề ngoài rất hạnh phúc nhưng rõ ràng là họ rất xấu xa. Tuy nhiên, có một mối liên quan đủ gần giữa các động lực tâm lý khiến chúng ta đau khổ và động lực tâm lý khiến chúng ta cư xử tồi tệ với người khác. Mà toa thuốc của Phật giáo giúp giảm bớt hay đoạn tuyệt khổ đau sẽ có xu hướng khiến chúng ta không chỉ hạnh phúc hơn mà còn cư xử tốt đẹp hơn. Sự tiến bộ về đạo đức này không đảm bảo sẽ xảy ra. Thực tế ấy là một lý do mà hướng dẫn hành thiền vẫn thường song hành với các chỉ dẫn về đạo đức vốn dễ thấy trong Phật giáo. Xem chương 16. Rồi, chân lý thứ 12. Cái đoạn này rất hay nha, chương 16 là chương rất hay nha. Chân lý thứ 12. Nhiều lời giáo huấn của Phật giáo, bao gồm một lời giáo huấn đã được liệt kê ở đây, có thể được gộp chung vào đề mục nhận thức về điều kiện hóa. Trong đó, điều kiện hóa có thể gọi là nguyên nhân. Thiền chánh niệm đòi hỏi sự chú tâm nhiều hơn vào những thứ tạo nên hành vi của chúng ta. Chú tâm vào các cách nhận thức ảnh hưởng tới trạng thái nội tại và cách một số trạng thái nào đó dẫn đến các trạng thái nội tại khác và dẫn đến hành vi. Sự chú tâm này bao gồm một nhận thức về vai trò quan trọng, có vẻ như do các cảm giác đảm trách trong một loạt ảnh hưởng ấy. Một vai trò do chọn lọc tự nhiên đẽo gọt như một phần trong việc lập trình bộ não của nó. Quan trọng là việc thực hành thiền mang đến nhận thức về một loạt ảnh hưởng ấy cũng cho chúng ta cái quyền can thiệp và thay đổi các hình mẫu ảnh hưởng trong một phạm vi rộng lớn hơn, đó chính là sự giải thoát theo quan điểm của Phật giáo. Một lối giải thoát khỏi xiềng xích của những ảnh hưởng trước đây từng giới hạn chúng ta và thường khiến chúng ta trở nên mù quáng. Đó là chương 14. Cho nên đây là một cái sự kết nối rất hay giữa phân tích của về khoa học với triết lý của Phật giáo đây. Một cái cách giải thoát khỏi khổ đau á. Trên đây là 12, một số cái nghiên cứu chính đó, có 12 cái chân lý của tác giả đóng mở kép nha. Trên đây là một số nghiên cứu chính mà tôi hy vọng có thể lý giải cho cái tên vì sao Phật giáo giàu chân lý của cuốn sách này. Nhưng nếu bạn muốn có câu trả lời ngắn nhất cho câu hỏi ấy, thế thì nó ở đây. 2 chấm. Vì chúng ta là những sinh vật do chọn lọc tự nhiên tạo ra. Chọn lọc tự nhiên cài vào bộ não của chúng ta những khuynh hướng mà các tư tưởng nhà Phật thời kỳ đầu đã có những đánh giá đúng đắn đáng kinh ngạc. Nếu xét đến nguồn lực khoa học ít ỏi mà họ có thể sử dụng khi ấy là hơn 2.500 năm về trước đó. Ngày nay, nhờ vốn hiểu biết hiện đại về chọn lọc tự nhiên và về não bộ con người do chọn lọc tự nhiên sản sinh, chúng ta có thể khẳng định với các đánh giá này. Chúng ta có thể dùng khoa học hiện đại để khẳng định những gì Đức Phật nói trước đây. Đây là một nhận định của Einstein rồi. Đạo Phật là khoa học và khoa học hiện đại đang đi chứng minh những điều mà Đức Phật nói từ ngày đó. Vậy thì để hiểu sâu sắc về, hiểu đúng và hiểu sâu về quan điểm của Phật giáo từ góc nhìn khoa học và triết học thì các bạn hãy đọc cuốn sách này nha. Và đặc biệt tôi rất mong mọi người sẽ đọc thêm bộ Biết Sita. Và hai tác giả đã vô cùng hào phóng khi đã đăng công khai trên mạng để chúng ta ai không có tiền mua thì vẫn có thể đọc được, tại về máy đọc được cả 4 tập nha. Nếu mua sách giấy, ai có điều kiện mua sách giấy thì giá bìa của 4 tập này là 1 triệu. Và rất nên mua để đọc, thì vẫn thích dùng đọc sách giấy hơn. Vì mỗi cuốn nó dày như thế này và rất là nhiều kiến thức không hề đơn giản của đạo Phật. Cho nên là chúng ta chỉ nghe pháp một đoạn ngắn này đó giảng, hay chúng ta chỉ đọc một cái tài liệu cho công chúng ngắn thôi thì có thể là chúng ta không hiểu hết cái chiều sâu của đạo Phật đâu. Thì nếu ai đó muốn tìm hiểu sâu thì hãy đọc bộ Biết Sita của tác giả Trương Công Dũng và Đặng Đức Trọng. Và ai muốn biết quan điểm của một nhà khoa học phương Tây về đạo Phật
thì chúng ta có thể đọc thêm cuốn này. Tất nhiên là có rất là nhiều cuốn sách tương tự như là những hai bộ sách tôi giới thiệu, nhưng rất là mong là ai quan tâm thì tìm hiểu thêm nha. Cảm ơn mọi người, hôm nay cũng đã hơi dài rồi, cố gắng đọc hết cái 12 chân lý mà tác giả cũng là vừa đúc kết lại và cũng là vừa chỉ dẫn cho chúng ta từng chương để ai quan tâm cái gì thì có thể đọc trước những cái chương liên quan. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhá, mong là mọi người sẽ lan tỏa sách hay đến với cộng đồng. Chúng ta nhớ là văn hóa đọc sẽ giúp cho chúng ta sống hiểu biết hơn, vui vẻ hơn, đúng không ạ? Hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Cho dù có thể là đọc sách có người giàu lên, những người chưa thấy, nhưng mà tôi tin rằng lợi của đọc sách thì ai cũng biết. Và hãy tìm đến những cuốn sách hay, những lúc mà bạn cảm thấy bạn đang cần học hỏi thêm điều gì đó, những lúc bạn đang cần thư giãn, những lúc bạn đang cần một người bạn tâm tình, hãy tìm đến sách. Và kênh của tôi thì tôi muốn giới thiệu những sách hay, sách mới đến cho mọi người. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau nha.